Chào cả nhà nhé, nay với cảnh quay cho các bác anh em một cây bưởi cỏ ăn quả rui rủi rất là ngon các bác nhé. Giới thiệu các bác cây này vanh cây bưởi này vanh cái gốc 1 mét là vanh 95, thoát thân 2m4, tay cảnh rất đẹp các bác nhé, tán tròn như cái u các bác. Bây giờ tìm những cây bưởi to này hiếm lắm các bác. Chân bẹ lại đẹp các bác này. Đấy, thân son. Tay cảnh đẹp lắm các bác. Rồi, các bác ăn quả lại ngon nữa. Tán tròn như cái u này. Đấy. Thân sạch sẽ, không sâu mục gì các bác nhá. Đấy. Cây rất là son và đẹp. Trời hôm nay thời tiết nó hơi tối quá các bác. Quả hay đầy các bác. Quả nhiều lắm. Quả chi chít quả. Đây quả các bạn. Cây này 5-600 quả các bạn. Nhiều lắm. Cây thân thẳng đẹp. Luột các bạn nhé. Tán đào, tán u.